Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh đậu xanh nướng. Để làm cái món bánh này thì mình đã chuẩn bị đây là 250g đậu xanh. Đây là đậu xanh không vỏ, mình đã đổ nước vô và mình ngâm. Trước khi mà các bạn đổ nước vô ngâm thì các bạn nên vo cho nó thật là sạch, sau đó mình đổ nước vô. Mình ngâm khoảng 3 tiếng để cho đậu xanh mềm. Đậu xanh mềm thì mình nấu sẽ rất là nhanh. Và đây là 200g đường, mình dùng đường cát trắng nhé. Và 30ml sữa đặc, 20ml dầu ăn. Còn đây là 300ml nước cốt dừa. Còn đây là vani. Vani thì mình sẽ cho vô khoảng 1 muỗng cà phê. Và 50g bột mì, 50g bột năng. Và 1 quả trứng. Và mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Tức là mình sẽ lấy đậu xanh và mình sẽ đem đi nấu. Bây giờ mình sẽ rửa sạch, mình đổ cái phần nước này ra. Bây giờ mình sẽ đổ đậu xanh vô nồi. Tiếp theo là mình sẽ đổ vô nửa lít nước. Và mình sẽ nấu cho đậu xanh thật là chín mềm. Thời gian mình nấu là sẽ khoảng 15 phút. Đậu xanh mình đã nấu cho chín mềm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho đậu xanh nguội rồi mình sẽ đem đi xay. Đậu xanh mình đã để cho nguội rồi, bây giờ mình sẽ xay cho nhuyễn ra. Các bạn cũng có thể nghiền cũng được nha. Rồi mình xay thì nó sẽ nhuyễn hơn và mịn hơn. Bây giờ mình sẽ cho 300ml nước cốt dừa vô, mình xay chung luôn. Các bạn đổ vô nhớ chừa lại cái phần cặn ở dưới cái đáy ca nè. Sau đó mình sẽ xay lên. Tiếp theo mình sẽ cho đường vô. Mình cho vô 200g đường. Mình sẽ đánh lên cho đường tan ra. Tiếp theo là mình sẽ cho bột năng và bột mì vô. Tiếp theo là mình sẽ cho sữa đặc vô. Mình sẽ cho vô 1 quả trứng. Và cuối cùng là mình sẽ cho dầu ăn vô. Dầu ăn này mình sẽ cho vô 20ml. Mình chừa lại 10ml để hơi mình quét lên cái khuôn á. Cuối cùng là mình sẽ cho vô khoảng 1 muỗng cà phê hương vani. Và mình sẽ trộn đều lên. Nếu mà các bạn không có vani dạng nước thì các bạn có thể dùng vani dạng bột cũng được. Nhưng mà vani dạng bột thì các bạn cho vô một ít thôi. Tại vì vani dạng bột á, cho nhiều quá thì nó sẽ bị đắng á. Sửng. Và đây là miếng giấy nến. Miếng giấy nến mình cắt cho nó vừa với cái sửng này luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô một ít dầu ăn. Và mình lấy cái miếng giấy á, các bạn mình thoa đều. Thoa đều lên tới cái dành luôn. Bây giờ mình sẽ để miếng giấy nến lên. Tiếp theo là mình sẽ đổ cái hỗn hợp đậu xanh mình đã quậy đều rồi nè các bạn. Mình sẽ đổ vô. Mình lót miếng giấy nến với mình thoa dầu là để cho khi mà mình nướng bánh xong á, mình lấy bánh ra cho nó dễ, nó không có bị dính vô khuôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem để vô trong lò nướng và mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ trong vòng 1 tiếng. Đây là bánh đậu xanh nướng sau khi mà mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Này các bạn thấy nó bị nứt kìa nè. Chắc nóng quá nó bị nứt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ bánh ra và mình sắt ra. Đây mình sẽ lấy cái dao nè, mình đập vòng vòng nè. Nhìn cái màu vàng rất là hấp dẫn. Rồi mình chuẩn bị một cái thớt, mình bọc thực phẩm lại, sau đó mình sẽ úp lên. Wow. À, bây giờ mình sẽ lột cái dây nến ra. Thơm quá các bạn ơi, mùi thơm ơi là thơm luôn á. Wow, rất là láng luôn á. Rồi để bây giờ mình sẽ lật cái mặt nó ngược lại. Đây mình có chuẩn bị một cái dao, mình lấy bọc thực phẩm á các bạn, mình bọc cái dao lại như vậy nè để mình cắt á, nó cái bánh của mình nó sẽ láng hơn và nó thôi không có bị dính dao nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sắt. Trời ơi nó bị nứt rồi, mình sắt. Đây mình sẽ sắt ngay cái vết nứt này đi. Đây
Rất là lén luôn á các bạn. Cắt bằng cái bọc thịt sẫm như nè. Nhìn cái miếng bánh của mình nó rất là lén. Đây mình cầm lên một miếng cho các bạn xem nè. Rất là láng luôn nè. Còn nếu mà các bạn không có bọc lại như vậy thì các bạn dùng cái bịch ni lông á, mình trải lên, sau đó mình lấy cái dao mình cắt xuống như vậy đó. Và món bánh đậu xanh nướng của mình đã xong rồi đó, mình đã trình bày ra dĩa rồi nè. Nướng này mình nghe mùi rất là thơm luôn các bạn. Mùi thơm của đậu xanh nè, rồi vị béo của nước cốt nữa. Rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Rồi, cái miếng này bự quá chắc mình phải cắt nó ra nhỏ nhỏ quá. Mình cắt nhỏ ra như gì. Rồi mình ăn thử một miếng nha. Wow, nhìn cái lớp đậu xanh nè, cái màu vàng nhạt. Rất là láng luôn. Ôi thơm ơi là thơm luôn á. Bánh mềm mềm, béo béo, thơm vị đậu xanh nè. Bánh này cực kỳ béo luôn các bạn. Đậu xanh nó đã béo rồi, mình cho thêm nước cốt nữa là nó sẽ rất là béo. Đậu xanh mình xay càng mịn á thì cái bánh của mình sẽ càng ngon. Ngon quá, béo ơi là béo luôn. Cái vị ngọt các bạn nó rất là vừa ăn, không có ngọt quá. Nếu mà ngọt quá thì mình ăn nó sẽ mau ngán lắm. Còn mà lạt thì cũng không ngon lắm. Cái vị ngọt như vậy là rất là vừa. Bánh béo quá. Ngon ơi là ngon, mềm mềm. Dẻo dẻo dai dai. Cái lớp ở trên mặt các bạn nó hơi dẻo, còn cái lớp ở giữa thì nó mềm. Tự làm tự khen. Nếu bạn nào muốn ăn cái bánh của mình nó hơi vàng hơn chút xíu thì các bạn có thể để trong lò nướng lâu khoảng chừng 5 phút nữa. Mình ăn bánh này phải có một tách nước trà kế bên nữa, vừa ăn vừa uống. Bánh đậu xanh. Cái bánh này những người mà lớn tuổi rất là thích ăn. Làm cái món bánh này thì các bạn nên dùng cái loại đậu xanh mà không có vỏ nhé. Đậu xanh không vỏ thì khi mà mình nấu thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà các bạn sử dụng đậu xanh có vỏ thì các bạn ngâm, sau đó mình sẽ vo để mình vút bỏ đi những cái phần mà cái vỏ các bạn. Thì nó sẽ cực hơn là khi mà mình dùng đậu xanh không có vỏ. Và các bạn ơi, video làm món bánh đậu xanh nướng của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh cay. Để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị nên là củ khoai mì. Sau đó mình sẽ đem đi xay cho nó nhuyễn ra. Mình cạo, mình bỏ vào cái tô mì nè. Mình đem bao tay vô mình trộn cho nó dễ. Và bột nghệ, đường, hạt nêm và muối mình cho vô hết luôn. Bây giờ mình sẽ vớt ra và mình để vô trong cái rây cho nó rõ dầu. Hoặc là các bạn có thể để vô giấy thấm dầu cho nó rút bớt dầu đi cũng được nữa. Dạ, bạn nào mà có trồng cái cây mì này nè, các bạn có thể làm cái món này ăn nè. Đây là cái món ăn vặt nha, những bạn trẻ rất là yêu thích luôn á. Mình cũng thích cái món này lắm luôn á.